Không có nhà chà bá luôn. Thế thử coi thử. Nặng không? Có gì chấm á. Ừ. Cái này là cái nồi, nhưng mà cái này người ta tượng trưng cho cái nồi thôi, chứ không, nó không có xài để cái nồi được. Cái này là người ta để treo kêu cũng được hả? treo lên để cho cái đồ gia bản nó không có lại gần mình các bạn. Hello, chào mọi người đã quay lại kênh Gió Đồng. Thì Lộc với Tú là có nghe một người bạn, nói chung là người bạn này nói chung là mình nghe nói qua thôi, là họ nói là cái khu mà Lộc chuẩn bị vào đây nè, là họ nói cái khu này là một khu nhà trọ mà cắt bằng cây. Mình không hiểu tại sao mà nó ơi rằng đó, nhưng mà nó nói là không hiểu tại sao là khu nhà trọ đó lại bị bỏ hoang. Bạn bỏ quan mà nói chung nó đã từng vô, mà nó nói khi mà vô trong đó thì nó có cảm giác rùng rợn, và nói chung là khi mà người ta đi á, tất cả vật dụng của người gia chủ người ta bỏ lại hết. Nhưng mà cái lý do mà tại sao người ta bỏ lại á thì mình cũng biết tại sao, nhưng mà cái khu này nó nằm sâu vào trong cái khu quan các bạn. Trong đây là nói chung là nó nằm cách cái đường khá là xa. Bây giờ mình đi vô trong mình xem coi cái khu nhà quan này tại sao người ta bỏ, mình có thể lên cái lý thuyết gì đó mà để cho biết cái tại sao người ta bỏ không, chứ mà mình nghe nói thì là vậy. Bây giờ mình đi vô trong khám phá ngôi nhà quan này như thế nào nha bạn. Thì cái khu vực này các bạn thì nó cách lộ rất là cũng khoảng trong ngoài 200 mét thôi. Thì mà đó là khu vực lộ, trong này nói chung là rừng cây rối tùm lắm. Thì trong này tự nhiên lại có một khu nhà nhà trọ nhưng mà được cắt bằng thiết với gỗ các bạn. Thì theo các bạn nói thì cái nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi. Đây các bạn thấy không? Ở ngoài cửa có để chữ cấm. Ở ngoài cửa để chữ cấm, không biết cấm cái gì. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn vào khám phá bên trong có những gì, hoặc là có những điều gì đó kỳ lạ không. Nè, cái gì đó, cái phòng mà nó thích mở cửa. Thì hiện tại giờ là cái phòng đầu tiên thì nó đóng cửa, nhưng mà phòng trong hình như ba phòng trong là mở cửa hết trơn Mở rồi. á. Ừ, bây giờ mình vô phòng đầu tiên hay sao? Có gì không? Cái khu nhà. Con ngựa giống không? Đi đây đây. Thì ở trên trước cửa nhà thì có dán này là bùa hay là gì ta? Nhiêu. Nhiêu à? Bùa nhiêu. Còn cái này là cái gì? Sao cái gì đỏ này là cái gì? Không biết nữa. Ê, giống giống mấy cái cọng dây của người Khmer vậy. Cái bùa à? Ừ, mấy người đeo ở dây bụng này nè, đeo tới bụng á, đeo ngang hông bụng á, màu đỏ. Ai biết đâu. Mà biết cái ông này công cái gì, thì nếu mà người bạn nào mà biết về cái dây bùa của người Khmer thì các bạn coi thử về công này không các bạn. Còn bên trong thì bây giờ mình dẫn bạn vào bên trong. Ở đây đồ là thấy còn bỏ ra nhiều mà. Cái gì này, gì cái gối cái gối làm hết hồn như đá cái gối này, mình đâu biết cái giò không biết. Ở trong đây thì đồ quần áo nó còn trong đó cái áo nhiều, còn còn đồ đạc nó nằm ở đây, sách vở hơn giấy tờ dữ ta. Sách cái gì? thì cái này cũng cấp 2 Học sinh vậy? chưa có học cơ sở. Sao nó có ví tiền nhà bạc ta? Với tiền bạc à? Ừ. Phải không? Phải không? Nè. Với tiền bạc này. Này với tiền bạc các bạn. Sao trong nhà ở mà có tiền bạc là sao?
cái này á, thì theo mình nghĩ chắc lẽ là cái này không phải là nhà mà giống như một dãy trọ. Cái này nó cái giường 2 tầng luôn nữa, bạn thấy không? À, cái giường này giống giống như cái giường bộ đội nằm á. Nhưng mà thay vì đó là bằng cây, Đây bằng gỗ, còn cái bộ đội thằng bằng bằng sắt. mà mỗi cái giường này nè. Cái này là cái ghế, cái nồi, nhưng mà cái này người ta tượng trưng cho cái nồi thôi chứ không, nó không có xài, không để cái nồi được. Cái này người ta để treo treo lên để cho cái đồ gia bản nó không có lại gần mình các bạn. Những cái chỗ mình ngủ hoặc là nhà cửa của mình đó, treo cái cửa nhà dựng cho thứ gia bản vào. Theo tôi nghĩ là ở đây nè, theo mình nghĩ là ở đây là chắc lẽ có trẻ con, Tại thấy đồ nít nhiều quá, tại có đủ nít nó nhiều, học thứ nhất tập mà thích tôi nít mà. vỡ vẽ được rất là nhiều nữa nè. Dạ cô gái Giá con gái mà hai nếu mà nó vẽ cái này á thì chắc lẽ là đứa bé này nó khoảng tầm khoảng cũng lớn rồi, mà vẽ đường gì chắc thì trong sách ở đây trung học cơ sở từ lớp 6 lớp 9 mà không biết qua không? Lúc nào Đây là cái gì vậy? không biết nữa. Ngủ gì nó chết vậy? Ngủ gì mà đau lòng trong cái ngủ bị bà điện gỡ nha, mình không biết ngủ gì. Này, cái cặp này nó lâu rồi. Theo tôi nghĩ là họ đi cách đây cũng không gọi là quá lâu, chắc vài tháng nha. Mà sao lý do sao ta lại bỏ những cái dãy trọ vậy ta? Bỏ nhưng mà đồ đạc bỏ luôn. Quần áo đồ này. Trên đây là 2 giường, bạn thấy không? 2 giường mà mỗi giường 2 tầng là tính ra là bốn 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 giường, 4 giường như 4 người ở. Ở bên đó 2 giường. Cái này giống như một cái chỗ ở, một cái gì đây gọi là cái gì của bộ đội nè. Cái cô Cái động, sam. cái Sam để làm tương tự như cái Sam vậy đó, Nó chát à. áo con gái. Má mới lắm mày. Nó còn mới chát à, áo này kìa. Mới đây. Không có lâu đâu. Đúng không? Tao nghĩ cái áo này là không phải là chủ bỏ lại. Không lẽ cô bả sao? Chắc vậy luôn. Cái này chắc chủ Lại ra đấy đôi nào là bố quên lại. chùi rửa gì kỳ khôi. Chứ mà nhìn nè, cái áo này so với cái áo này, so với Cái đồ xung quanh đây cái đồ nó xung cũ quanh hơn này rất là là nhiều, nó nó mới hơn rất là nhiều. nó mới hơn rất là nhiều. Nè nón gì đây nè, bạn thấy không? Đóng đóng con mấy con giò giò nó đóng đầy vậy. Khẩu trang đặc biệt khẩu trang rất là nhiều luôn, đóng luôn này. Có cái túi nít nè, bên đây có gì coi thử đi. Mấy cái áo này cũng khá là cũ rồi. Cái gì túi áo khoác. À, biết đâu thấy ớn quá không biết vô giúp được. Hành hay tỏi treo một cùi chà bá đây giống, giống mỡ mỡ mà có giống giống, giống kẹo giống gì đó. Cái này là tỏi hả? Đây nè, có đôi guốc.
dép nền đó. Tại vì sao ta bỏ đi ta? Không biết. Mình không biết cái do. Đó là ở đây nè, đường có nè. Đàn ông, đàn bà, trẻ em. Nít. Nhưng mà không biết tại sao họ bỏ đi. Em Lộc có túi gì không Lộc? Túi cho em đó túi gì? Đó. Kìa. Thấy nó còn nặng nặng nữa, ở dưới nè. Mà không biết cái gì trong này. Ừ. Cái thử coi thử. Nặng không? Còn có gì đó. Gì? Cái này kia có đồ con nít không ạ? À? Đồ chơi nít. Đồng hồ. Đồng hồ con nít hơn gái. Con này cũng nhiều lớn đeo. Bỏ nó chơi nghỉ ta. Mình bỏ chạy bỏ gì? Chạy bỏ dép luôn á. Cái bàn đỏ mới ghê nè. Trên đây ốc không ạ? Ủa sao kỳ vậy? Ở trong nhà sao có ốc? Cũng có thể là những con chuột con này kia nó lại nó tha vô cái gì? Tha vô, có khả năng là vậy. Bên đây là cái gì? Không biết. Không có vô được, nhìn được á. Không có cửa. Nó là gì? Đi vòng qua đằng kia. Có qua mà cái đường nó hơi vòng không có. Nha. Yeah. Qua đây kìa. Ủa, qua nữa. Cầm theo hoài đem nhà luôn. Đây là mình thấy cái khu này cây cấu rậm rạp không à? Xung quanh toàn là cây hoang hoặc là mộc hoang không, đế rồi cỏ này cỏ kia tùm lum. Những cái kho gì à, xung quanh theo thét nhìn biết bỏ lâu ra rất là lâu quá rồi, nhện luôn. Để gì? Một cái mon luôn. Một cái mon luôn. Anh cỡ vô được không? Ủa trời ơi. Này chỗ vào này quái chết rồi. Thuốc còn. Thuốc gì? Uống. Rồi. Đây có nữ nữa. Còn có nhà trà bá luôn. Cái quạt không đi quạt đó. Cổ trang là mình căng ở chát căng cái ghê gì. Đốt cái ấm nhà ấm cửa rồi.
gì? Cuồng gì? Cái nhà phòng đây thì sạch hơn ha. Nói chung cũng có một kiểu mà. Nhưng bên đây thì đồ đạc thì không có như bên kia. Cái phòng bên phòng như mình còn mấy phòng nữa. Có 3 4 phòng vậy. Này có 2 phòng à. Phòng đó nó không vô được đâu. Không vô được. Cửa nó nằm chỗ cái giường đó. Là vô được không? Không. Đâu mở được. Nó thấy rồi mà thấy nó mở không được thôi. Chiếu. Dép giày chiếu. Cái đồng hồ giá trị 3 tỷ cái bạc ai bỏ đây trời. Còn chạy không? Không. Ý con chạy luôn nè. Nó còn chạy luôn. Con chạy luôn nè. Đâu? Nó. À, chạy luôn à? À, chạy luôn. Ờ hiểu gì đây? Cái gì vậy? Cái ít ca men gì nè. Mà đổ keo hết trơn rồi nè, rồi nóng lạnh keo nè. Đồ cổ rồi. Đây nó bò bò nó tà bèo. Tại sao mà mấy cái phòng có một phòng một là trước cửa là có cái bùa. Cái đỏ với cái bùa ha. Còn cái phòng này không có, phòng này cũng đồ đạc chút kia nè. Ý cái phòng kỹ. Đồ đóng luôn. Ui. Bạch y thằng chú. Nghi thức tụng niệm nè. Bạch y thằng chú nghi thức tụng niệm. Tịnh tăng nghiệp chân ngôn. Tịnh cầu nghiệp chân ngôn. Cái này là giống như cái cuốn kinh đó. Người ta chỉ cách tụng niệm đó. Tụng niệm. Sao ý? Mình sao mà đây có quan lâu mà theo nhà nó chân nhiều dữ vậy hả? Ừ, giờ nó chân đậy chứ mình sợ trước khi mình vô thì có người khác vô rồi. Thằng có thứ bệ bạ gì không hả? Thứ có mày bạ vô đây không? À chứ rồi thì nó sao nói được. Còn nước á. Không nữa. Cái này là cái gì ta? Hồi nãy là phòng tắm ba lớn đây hả? Phòng tắm là gì á? Ủa tủ sách này theo gì? Cầm luôn kìa, cầm theo luôn kìa. Đây là ba cái toilet. Không phải là ba toilet, là hai toilet một phòng tắm. Tao nghĩ là vậy. Có khả năng là vậy nè. Sao? Cái khu này bỏ qua lâu rồi, thật lâu rồi. Nhưng mà do có nghĩa là một số thành phần họ đến đây họ nhậu nhẹt. Có thể là vậy không? Ừ. Họ đốt lửa đây nè. Đây có đống lửa và cái nướng vị nướng nè. Không biết phải không, mình không biết. Tại vì nói chung á, nếu mà ăn cái gì cũng phải bỏ gơ lại xương cái gì ở đây. Nhưng mà chỗ này thì nuốt xương luôn à. Nuốt xương luôn rồi. Mấy cam này, mấy canh gì cả. Canh chứa gì nguyên canh luôn kìa. Chảy gì cả ghê. Thử không? Thử gì? Cho nó chảy ra luôn. Cái thuốc ẩn này sao? Thuốc gì mình đi luôn chứ sao. Thử không? Cái lò mở thử coi. Dạ không kỹ dữ cơ. Cứng ngắt. Thôi không? Không biết cái gì nữa, ngoài ghê quá. Đổ không? Đổ thử coi. Ý! Ý! Cái gì? Không biết nữa. Thôi đừng quay cái đó, quay cái khác đi. Kêu quá. Con ốc quá. Rửa chảy kìa.
Bên đây thì màu đen. Bên đó màu hồng. Xe bông. Xe bông. Xe bông. Ghê vậy. Xe ghê chứ. Mày thử thôi, xe bông. Xong rồi. Thơm thơm nữa. Nghe màu thơm. Nhưng mà nó thấy ghê quá vậy. Nghe thủng nè. Thủng còn nổi. Không nổi thấy ghê quá, đó, nó không lội nữa kìa. Nó bỏ đi. Đi ối không vậy. Nó có hồi mà nó mồi có gì khó chịu. Cái này mà gì nếu mà về con vô ban đêm thấy như thế nào ta? Theo các bạn thì mình cứ vào có nên vào ban đêm không? Có nên vào ban đêm không? Này, tùy theo các bạn thôi, nếu mà các bạn thấy tò mò về khu vực này hay hoặc là muốn khám phá khu vực về ban đêm thì các bạn cứ comment xuống dưới. Và đừng quên like cho mình, like cho kênh mình để mình có cái động lực để đi vào ban đêm. Nói chung thì khu vực này có thể là có những cái thể loại người á. Đó là người ta này nọ là tôi chơi bời á. Mình vô đây mình nói chung rất là ớn ban đêm. Còn vấn đề nữa là ở đây nó hoang hoang vắng thì mình không biết có cái hiện tượng tâm linh ở đây không. Tại cái khu này thì là cái khu nhà quan mà trước đây có người sinh sống, mà các bạn biết rồi, mà khi mà khu nhà quan có người sinh sống rồi, khi mà đi rồi á là sẽ có những cái thứ khác đến trú ngụ, mà không phải con người, mà có thể là những cái linh hồn hoặc là thì dương dương đi thì âm lợi. Nói chung là dương dương si thì âm thịnh, còn ngược lại dương thịnh và âm si. Nên khu vực này hồi trước đông người thì có thể là không có gì hết, nhưng mà khi họ đi hết thì những cõi dương ta đi hết thì âm nó có thể đến. Nhưng những người vất vưởng được không có nơi náo á, người ta có thể trú vào đây. Thế bây giờ thì clip của mình khám phá khu này thì phần này thì mình chỉ quay cho bạn xem về buổi sáng như nào. Chắc có lẽ sẽ mình với hai mình sẽ quay lại đây vào clip tiếp theo, mà có lẽ vào ban đêm để xem coi cái khu này nó có vấn đề gì tâm linh về ban đêm không, có hiện tượng gì xảy ra vào ban đêm không. Tại ở đây nó rất là thanh vắng, nói chung là Lộc nghĩ là ở đây khá là có phức tạp về vấn đề tâm linh và lẫn những cái chuyện khác nữa. Bây giờ clip của hai mình cũng xin kết thúc ở đây mọi người. Hẹn mọi người vào những clip tiếp theo nha. Bye mọi người.